Xin chào các bạn, như các bạn đã biết đợt 29 vừa rồi mình có đi Sapa. Và đi Sapa thì mình sau khi một hồi loanh quanh tìm phòng thì cuối cùng mình đã chọn được cái homestay này, một homestay rất là đẹp của người H'mông. Thật ra có rất nhiều các cái homestay đẹp dạng giống như này nhưng mà mình bị ấn tượng bởi phút cái lời giới thiệu bởi chị chủ xuê chủ nhà như này này, mọi người có thể đọc. Khá là ấn tượng ha, bà ấy này. Một cô gái người H'mông cực kỳ là dễ thương, nhiệt tình và thân thiện. Khi tới đến đây thì mình được tham quan cách mà họ làm quần áo cũng như là vải bằng thủ công, nhuộm hết sức là thủ công như này, không có máy móc gì đâu. Giá thành thì cũng khá là cao nha mọi người. Một bộ quần áo như này chắc cũng phải vài triệu cho tới cả chục triệu nếu như để được phụ kiện này. Căn homestay được khá là mộc mạc, được làm bằng các cái sản phẩm địa phương như là gỗ, tre và những cái đồ thủ công mỹ nghệ của chính gia đình tự làm. Cũng có hai tầng, tầng trên và tầng dưới. Tầng dưới thì đa phần là dùng để cho nhà chị xe sinh hoạt và cũng là nơi sinh hoạt chung, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối tại đây. Lầu trên là dành cho khách là chính, có một cái nhà vệ sinh chung như thế này. Giá trung bình một phòng như này khoảng cỡ từ 12 cho tới 40 đô cho một cho tùy dạng phòng, có phòng thường chung, có loại phòng private, có loại phòng là bungalow nữa, thì tùy vào một cái nhu cầu của mỗi người mà sẽ chọn một cái loại khác nhau. Đây là cái nơi mà mình nằm này, nó là một cái loại giường bọn mình hay gọi là dorm. Rất là đẹp ha mọi người, được trang trí theo phong cách người H'mông. Nó gần gũi với văn hóa của người H'mông cũng như là cái văn hóa của người dân tộc ở trên này. Tất cả những cái chăn ga gối nệm hay cái kia thì theo như chị C kể với mình là gia đình chị tự làm. Đó, 100% là thủ công bằng tay. Homestay này chị nói là chị thành lập từ năm 2015 cho tới bây giờ. Sử dụng các nguyên vật liệu chính như là gỗ và tre. Điều ấn tượng nhất mình là chị Xuê là người H'mông nhưng từ nhỏ đã là tour guide rồi, dẫn khách đi du lịch cũng như là check-in rất là nhiều. Tiếng Anh của chị rất là tốt cho mọi người. Ấn tượng hơn là khi mà ăn tối thì mình phát hiện ra là nhà chị Xuê theo đạo Thiên Chúa. Hỏi ra thì phải nói là ngày xưa từ cái thời Pháp Độ Hộ thì cái Thiên Chúa đã du nhập vào đây. Ở đây là cái ban công mà mình rất là thích, khi mà ăn sáng hay là làm gì đó thì mình đều ra đây nhìn thẳng xuống thung lũng như này. Đợt mà mình đi thì ngay vào cái mùa lúa chín cho nên là cái cảnh vật nó khá là đẹp, một màu vàng được trải dài rất là đượm mắt, nhìn rất là thích luôn. Từ homestay của chị Xuê này đi vào trung tâm khoảng cỡ từ 12-13 cây số đấy. Với mình thì đây là một chặng đường khá dài và khá là khó đi, đường rất là xấu, đặc biệt vào hôm mình đi là trời mưa đó. Thì may mắn là mình thuê xe máy và chạy thẳng đến đây cũng khá là dễ tìm khi mà mình đi qua Google Maps. Còn một số anh bạn Tây thì họ không, họ cả gia đình họ đi bộ từ trung tâm thị trấn Sapa vào thẳng đây luôn. Mình rất là khâm phục, bao gồm có cả con nít nữa. Đây là bữa sáng thì có bánh nếp và cà phê gói vậy thôi, khá là đơn giản, chuối nữa. Mọi người thấy nào, ăn sáng mà tận hưởng cái cảnh sắc như vậy cho là tuyệt vời chứ. Một điều rất là thú vị khi mà các bạn ngồi ăn sáng nhâm nhi. Đây là bữa tối của mình và gia đình chị Xuê cũng như là các khách du lịch. Đây là một vài cặp du lịch nữa. Đây là một cái căn phòng private, trong này có một cái giường và một cái không gian nhỏ như nhà vệ sinh. Với một căn phòng này thì giá tương đối là cao đó, đâu đó là khoảng tầm 40 đô hơn tùy vào thời điểm nữa. Cái đợt thời điểm mình đi nó rơi vào tầm khoảng cỡ tầm 1 triệu, 1 triệu mốt gì đó. Nếu như bạn đi có đôi có cặp hoặc là đi cả gia đình thì nghĩ rằng nên chọn cái phòng như này thì nó có không gian hơn để cho các bạn sinh hoạt cũng như là có sự riêng tư hơn. Điều mình thích nhất là cái chăn ga gối nệm ở đây đều được làm bằng thủ công. Ngoài ra thì chị Xuê có bán riêng cho những ai thích những cái trang phục đồ làm thủ công theo phong cách người H'mông này ha.
2 ngày ở đây và mình tận hưởng trọn cái không gian cũng như là cái khoảnh khắc mà rất là ấm áp này. Điều mà rất khó mà các bạn có thể kiếm được khi mà thuê những cái phòng khách sạn ở thị trấn Sapa. Mình đi du lịch mình rất thích hay ở những cái dạng kiểu như thế này vì nó có sự ấm áp. Có gì mình sẽ kể với các bạn về các câu chuyện mà mình ở nhà người Thái hay là những người Hơm Mông hay Dao Đỏ như thế nào nhé. Ở đây là bữa tối trước khi đây là cháu của chị Xuê thì phải gọi bằng bác. Cả nhà chị Xuê sinh hoạt ở dưới tầng dưới như thế này. Một bữa cơm rất là ấm cúng của mình mà. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Vậy là kết thúc cái chương trình Sapa của mình rồi. Bye bye.